băng qua những hàng cọc, bãi mìn. Dũng mãnh lao mình trong vật cản nước, sống châu, hào, vách đứng, đường mấp mô. Vừa chạy hành tiến tốc độ cao, vừa nổ súng máy phòng không, bắn pháo tiêu diệt xe tăng đối phương. Chạy tiếp sức giữa các kíp xe, vừa đua tốc độ, vừa chiến đấu, vừa bắn pháo ngang tiêu diệt hàng chục mục tiêu. Đó là những gì sẽ diễn ra trong phần thi xe tăng hành tiến, một trong những nội dung thi đấu được chú ý nhất ở Hội thao quân sự quốc tế Army Game 2020 sắp diễn ra tại Nga, với sự gây cấn thu hút nhiều triệu người theo dõi trên toàn cầu. Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, tăng thiết giáp là binh chủng chiến đấu, lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân Việt Nam, đã trải qua hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại Army Game 2019, các kíp xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đều thi đấu xuất sắc, vượt qua vòng bảng và vòng bán kết, đoạt huy chương bạc của cuộc thi. Dù mới lần thứ hai bộ đội xe tăng Việt Nam tham dự giải đấu, gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vũ khí, trang bị mới. Năm nay, đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở vòng bảng cùng với các đội tuyển Lào, Myanmar, Tajikistan, Abkhazia, Nam Ossetia, Congo và Qatar. Thưa quý khán giả và các đồng chí, ngày mai 23 tháng 8, Hội thao quân sự quốc tế Army Game năm 2020 sẽ khai mạc. Hôm nay, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã thay mặt Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu gửi thư động viên các cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Army Game 2020 và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự Army 2020. Gửi lời thăm hỏi ân cần và tình cảm tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ chiến sĩ đang luyện tập thi đấu, tham gia bảo đảm tuyên truyền tại Army Game 2020 và Diễn đàn Army 2020. Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng, là điểm nhấn trong năm hữu nghị Việt-Nga 2019-2020, nhân kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, là cơ hội để quân đội ta tăng cường giao lưu hợp tác với quân đội các nước, đồng thời cọ sát tích lũy kinh nghiệm trong tổ chức thi đấu cũng như khai thác, bảo đảm khí tài chuyên dụng. Biểu dương nỗ lực của toàn đoàn trong thời gian qua, đồng chí Tổng tham mưu trưởng yêu cầu mỗi đội tuyển, mỗi cá nhân tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, chấp hành nghiêm các quy định, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực thi đua lập thành tích cao nhất, góp phần tôn vinh hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, khẳng định sự tham gia tích cực, chủ động của quân đội ta, củng cố mối quan hệ hữu nghị với quân đội các nước.